chương 6073, Ngục Anh Hoán Thần Đàn. Nhận, nhận thức A, Vương Cường nhìn về phía Sở Phong, ân, Sở Phong khẽ gật đầu, cái này mà chữ địa ngục sử mở miệng lúc, Sở Phong liền đã biết hắn thân phận. Coi như là một vị cố nhân, đúng là hắn đem Tống Duẫn từ cửu hồn thiên hà dẫn tới ngục tông. Hắn cũng hắn đem ngục anh, loại nhập vào Sở Phong thể nội. Cái kia rất có thể là ám hắc yêu thần hồn phách tiểu cô nương, cũng bị hắn bắt đi đấy. Tuy rằng cái này địa ngục sử, đương thời một chút hành vi rất là bá đạo cũng rất là đáng giận. có thể bởi vì hắn một chút hành động, sở phong đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. hắn mặc dù cố chấp nhưng bản chất không phải người xấu. tiền bối đã lâu không gặp, sở phong tiến lên đem vị kia địa ngục xử lôi dậy. sở phong tiểu hiếu người bây giờ có thể khó lường rồi. lão phu đương thời liền biết rõ người không phải vật trong ao, chỉ là không nghĩ tới người đúng là giới nhiễm thanh đích nhi tử a. người tiểu tử này che giấu cũng quá sâu làm sao không sớm một chút nói cho lão phu vị này địa ngục sử lúc này cũng biểu hiện hết sức cao hứng giống như là một một trưởng bối gặp được thành tài hậu bối bình thường trong giọng nói lại cũng khó khăn che kiêu ngạo cùng tự hào tiền bối các người đây là lại đang trả thiên phú tốt hơn hậu bối thân thể gieo xuống ngục anh rồi sở phong nhìn về phía cái kia trong đại trận giữa tiểu cô nương vị này tiểu cô nương đã lâm vào hôn mê tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng sở phong cũng có thể thông qua trận pháp cảm ứng ra Tiểu cô nương này là một cái thiên phú vô cùng tốt tu võ hạt giống, mà từ tướng mạo trên sở phong phán đoán, tiểu cô nương này rất có thể chính là Điền Minh muội muội Đúng vậy a, à, sở phong tiểu hiếu, kỳ thật có thể bị ta ngục tông chọn chúng chính là là một chuyện tốt. Ta chỉ nói với ngươi, ta ngục tông tồn tại chính là vì tạo phúc người trong thiên hạ, chỉ là thế nhân không thể lý giải ta ngục tông mà thôi. Địa ngục sử giải thích nói, ngươi có thể phóng thả thả, đánh giam a, vương cường một bên mắng hắn tự nhiên cũng biết ngục tông hành động, không biết hãm hại rồi nhiều ít gia đình. Vương Cường cùng sở phong có chỗ tương đồng, mặc dù cũng không phô trương bản thân là người tốt, nhưng đối với loại này tà ác thế lực, Vương Cường cũng rất là chán ghét. Tiền bối, ta hỏi ngươi một câu, các ngươi đem ngục anh loại nhập tiểu cô nương này thể nội, thế nhưng nàng tự nguyện. Sở phong hỏi, ách, sở phong tiểu hiếu, đương kim thế nhân xác thực không thể lý giải ta ngục tông hành động, nhưng nàng ngày sau chắc chắn cảm tạ ta ngục tông đấy. Địa ngục sử ngữ khí xấu hổ, đối phương nếu không phải tự nguyện, các người hành động, chính là tà môn ma đạo. Tiền bối, không muốn làm tiếp loại này cưỡng bức người khác sự tình rồi, bằng không thì. Một ngày kia, chúng ta có lẽ sẽ trở thành địch nhân. Sở phong nói, ai, địa ngục sử không có giải thích, mà là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đồng thời thực sự giải trừ cái kia tòa trận pháp. Hắn biết rõ, nếu không phải sở phong nhận thức hắn, hắn cùng với những thứ này ngất đi địa ngục sử, hôm nay đều phải chết kỳ thật hôm nay hoàn toàn là sở phong bán cho hắn một cái mặt mũi tiền bối có một kiện sự muốn cùng ngươi xác nhận một chút lúc trước bị ngươi bắt đi ngoại trừ tống duẫn vẫn có một cái tiểu cô nương tiểu cô nương kia đi đâu sở phong hỏi kỳ thật lúc trước nhìn thấy tống duẫn thời điểm sở phong liền hỏi thăm qua tiểu cô nương kia trung quy tiểu cô nương kia rất có thể là ám hắc yêu thần hồn phách cũng tam thánh yêu tộc thánh vật mà khi lúc tống duẫn cũng đã nói cho sở phong tiểu cô nương kia căn bản không có bị địa ngục sử đưa đến ngục tông. Bởi vì là còn tại cửu hồn thiên hà thời điểm, liền bị người cướp, Tống Duẫn cũng không biết là người phương nào bắt cóc, chỉ nghe địa ngục sử nói qua là một cái rất cường đại người cướp cầm đấy. Sở phong bây giờ lại hỏi, là muốn xác nhận chuyện này. Ai nói, địa ngục sử đầu tiên là thở dài một hơi, theo sau mới lên tiếng, còn nhớ rõ chúng ta vừa vừa rời đi long tức tuyển quán, ta tựa như đồng hóa đá bình thường bất động sao. Nhớ kỹ, sở phong gật đầu, trong mắt người ta không động rồi trên thực tế là người bị mê hoặc đương thời tại chúng ta xuất hiện trước mặt rất mạnh người hắn không chỉ đem tiểu cô nương kia mang đi cũng hắn để cho ta thả ngươi đấy để cho ta đem ngươi mang về cửu hồn thiên hà đấy bằng không thì thiên phú của ngươi ta làm sao có thể không đem ngươi mang đi ngục tông địa ngục sử nói rằng kỳ thật đương thời địa ngục sử đột nhiên quyết định đem sở phong đưa trở về sở phong liền không giải hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân vị kia là người phương nào Sở Phong hỏi, chính là tại Long Tức tuyển quán bên trong cái đó đối phụ tử, người nam kia trung niên bộ dáng, có một thanh búa. Đương nhiên, cái kia chưa chắc là hắn chân dung. Địa ngục sử nói rằng, có thể Sở Phong, rồi lại xác định việc này. Nếu là những người khác liền không tính toán, thế nhưng cõng búa trung niên nam tử, đó không phải là tiên miêu miêu đích sư tôn tống trường sinh à. Đương thời vẫn còn ở cửu hồn thiên hà, hắn không cho ta đem chuyện này nói cho ngươi, ta trở ngại thực lực của hắn, cũng sẽ không dám nói cho ngươi. Sở phong tiểu hiếu, phía sau người có gặp phải người kia sao, người cũng đã biết, hắn rút cuộc là thần thánh phương nào. Địa ngục sử tò mò hỏi, từ ngữ khí của hắn trong có thể cảm nhận được, tống trường sinh lúc trước mang cho hắn bóng mở là rất lớn, nhưng cũng rất tò mò đối phương thân phận. Chưa từng gặp qua, sở phong lắc đầu, kỳ thật liên quan tống trường sinh, sở phong cũng không phải là hiểu rất rõ, càng nhiều nữa vẫn là từ tiên miêu miêu chỗ đó biết được một ít chuyện. Hắn bây giờ biết rõ tống trường sinh đặc thù, mà lại biết rõ hắn là một cái thực lực rất mạnh nhân vật, cùng sư tôn của mình như tị tử là bằng hiếu. Nhưng hắn rất điệu thấp, thế gian biết rõ hắn thực lực chân chính đích xác rất ít người rất ít. Tự nhiên, sở phong cũng không thể nào đem tống trường sinh sự tình, cho biết địa ngục sử. Đúng rồi sở phong, có một cái tin tức tốt, bỗng nhiên địa ngục sử nói rằng, tin tức tốt gì, sở phong hỏi, theo sau trải qua địa ngục sử giảng thuật, sở phong biết rõ vốn dĩ phương này thế giới, đối với ngục tông mà nói là một cái rất trọng yếu lãnh địa nơi này có một tòa đặc thù tế đàn tên là ngục anh hoán thần đàn cái kia ngục anh hoán thần đàn có thể khảo thí ngục tông chi nhân đối với ngục anh dung hợp mức độ nhưng ngục anh hoán thần đàn cần đặc thù tài liệu mới có thể mở ra tóm lại đại giới thật lớn có thể gần nhất vừa vặn bởi vì là một cái đại nhân vật mở ra bây giờ vẫn còn mở ra trạng thái hắn muốn cho sở phong đi tiến hành khảo thí tính rồi ta còn có việc sở phong lắc đầu hắn cũng không có hứng thú sở phong tiểu hữu ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra nhập ngục tông sao? Bây giờ ngươi cùng thất giới thánh phủ là địch, liền đồng đẳng với cùng cả cái minh mông tu võ giới là địch. Toàn bộ minh mông tu võ giới, có thể che chở ngươi liền chỉ có ta ngục tông rồi. Nếu là ngươi có thể phát động ngục anh hoán thần đàn, ta ngục tông cũng tất nhiên toàn lực bồi dưỡng theo ngươi. Coi như là không thể vì ngươi cùng thất giới thánh phủ chính diện khai chiến, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể đối với ngươi tiến hành che chở. Địa ngục sử khuyên nhủ, hắn rất hy vọng sở phong gia nhập ngục tông. Có thể sở phong lại độ lắc đầu. Sở phong đối với cái này địa ngục sử ấn tượng xác thực coi như cũng được, nhưng hôm nay đối với Ngục Tông ấn tượng rất kém cỏi. Nhất là Ngục Tông bắt không được Tiên Hải Ngư Nhi sự kiện kia phía sau đối với Ngục Tông ấn tượng thì càng kém. Thậm chí Ngục Tông cũng rất có thể là đem Tiên Hải Ngư tộc hủy diệt một cái tiềm ẩn khả năng. Nghĩ tới đây, Sở Phong không khỏi hỏi, Tiền Bối, Tiên Hải Ngư tộc đã xảy ra chuyện, người biết không? Nghe rồi, Địa Ngục Sử nói, Ngục Tông từng nắm qua Tiên Hải Ngư Nhi. Ngươi biết không? Sở phong lại hỏi, có nghe thấy, bất quá về chuyện này, ta địa ngục sử nội bộ kỳ thật cũng có không đồng thanh âm. Cũng không phải là ta ngục tông quyết định, chính là tư nhân hành động. Địa ngục sử giải thích nói, hắn tương đối quan tâm sở phong, sở dĩ biết rõ sở phong cùng tiên hải ngư nhi cùng tiên hải thiếu vũ quan hệ không tệ. Tự nhiên không muốn đứng ở sở phong mặt đối lập. Ngươi nói thật, tiên hải ngư tộc sự tình, cùng ngươi ngục tông đến cùng có quan hệ hay không? Sở phong hỏi. Cái này thật không có, chí ít ta chưa bao giờ nghe, ta ngục tông có tấn công tiên hải ngư tộc hành động. Địa ngục sử lắc đầu liên tục, đi à, coi như là địa ngục sử nói như vậy, sở phong cũng không có giảm bớt đối với ngục tông hoài nghi. Chớ nói vị này khả năng thật sự không biết mà nói. Tự lấy hắn đối với ngục tông độ trung thành đến nói, coi như là biết rõ, cũng sẽ không đối với sở phong nói thật. Vì vậy sở phong xuất ra, cái bọc kia theo điền minh không gian thế giới, tay áo vung lên đem chọn cái thôn tất cả người ở đây thu nhập trong đó. Sở phong tuy nhiên tin được cái này địa ngục sử, nhưng không tin được ngục tông, vẫn là đem cái thôn này chuyển di, mới có thể bảo chứng bọn hắn an toàn. Tiền bối, hữu duyên gặp lại, nhớ kỹ, không muốn làm tiếp cưỡng bức người khác sự tình rồi. Sở phong đây nói cho hết lời, liền chuẩn bị rời đi. Sở phong tiểu hữu chờ một chút, thấy sở phong muốn đi, địa ngục sử đuổi vội mở miệng. Tống Duẫn tiểu thư, đã xảy ra chuyện chương 6074, bị lừa rồi. Tống Duẫn làm sao vậy? Sở Phong hỏi, địa ngục sử cũng không chậm trễ, vội vàng đem hắn thăm dò được làm cho có tin tức, đều cáo chi Sở Phong. Sở Phong cũng biết rõ, tại hắn giết tiên đồ lão tam lão tứ đám người phía sau tiên đồ lão hai liền tìm đến ngục tông người giúp đỡ. Nguyên bản ngục tông cũng không rất muốn nhúng tay chuyện này. Nhưng lại có người phát hiện, ngục tông có người chết, liền chuẩn bị đem cái này tội danh chụp tại Sở Phong trên người nhưng Tống Duẫn rồi lại ôm xuống tội danh, bây giờ đã bị nhốt đứng lên. Đương thời Sở Phong gặp phải Tống Duẫn lúc, Ngục Tông những người kia đúng là Tống Duẫn giết đấy. Nhưng nàng Nguyên vốn có thể giả bộ ra vẻ cái gì cũng không biết. Nàng là không muốn Sở Phong cõng nồi, hay là không muốn làm cho Ngục Tông đem cái này nồi còn đâu Sở Phong trên người, cho nên mới phải như thế. Tống Duẫn bị giam đến địa phương nào? Sở Phong hỏi, bị giam giữ tại ta Ngục Tông cực kỳ trọng yếu địa phương. Ta vốn không nên nói cho ngươi, Thế nhưng, nếu là sở phong tiểu hiếu, có thể đi ngục anh hoán thần đàn một chuyến. Vô luận là kết quả như thế nào, ta cũng có thể nói cho người Tống Duẫn bị giam giữ ở nơi nào. Địa ngục sử nói rằng, sở phong đem cái kia chứa điền minh cùng thôn chúng nhân không gian thế giới, đưa cho vương cường. Huynh đệ, người đi trước gieo trồng ngưng thần linh thảo địa phương chờ ta. Trong cơ thể ta gieo xuống qua ngục tông ngục anh, nhất định nói tới coi như là nửa cái ngục tông người, nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì, có lẽ còn có quay lại chỗ trống, nhưng ngươi không giống nhau sở dĩ ngươi không muốn cùng ta đồng hành hơn nữa nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì tối thiểu nhất ngươi còn có thể nghĩ biện pháp cứu ta không đến mức toàn quân bị diệt đúng không sở phong trong bóng tối nói rằng đi 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 vương cường cũng cảm thấy sở phong nói rất có lý vì vậy tiếp nhận không gian thế giới liền rời đi nơi đây tiền bối dẫn đường a sở phong nhìn về phía địa ngục sử dùng hắn đối với vị này địa ngục sử rất hiểu rõ hắn nên là không đến mức làm hãm hại chuyện của mình. Mà sở phong trên người, cũng có được một chút đào thoát thủ đoạn, sở dĩ thật cũng không như thế sợ hãi. Sở phong tiểu hiếu, người trước mặc ta vào ngục tông trường bào, ngụy trang một chút, như vậy ta mang ngươi tiến đi dễ dàng một chút. Địa ngục xử lấy ra ngục tông trường bào cùng mũ rộng vành đưa cho sở phong. Sở phong cũng lập tức mặc vào. Sở phong tiểu hiếu, ta ngục tông trường bào mặc ở trên người của ngươi, chân thực rất xứng rồi. Vị kia địa ngục sử tán dương, hắn thật sự hy vọng sở phong có thể gia nhập ngục tông kỳ thật lúc trước vẫn còn ở cửu hồn thiên hà thời điểm sở phong vẫn là nghĩ tới gia nhập ngục tông trung quy khi đó sở phong quá mức nhỏ yếu cũng nghĩ tìm cái dựa sơn chỉ là xưa đâu bằng nay hiện tại sở phong đã tìm không thấy gia nhập ngục tông lý do coi như là không có tiểu ngư nhi sự tình hắn hơn phân nửa cũng sẽ không gia nhập trung quy hắn thế nhưng là giới nhiễm thanh đích nhi tử trừ phi ngục tông thật không phải là tà môn ma đạo nếu không thì hắn gia nhập loại này thế lực, chẳng phải là bôi nhọ rồi mẫu thân mình thanh danh. Tiền bối, mau dẫn đường A, ta còn có việc đâu. Sở Phong nói, tốt tốt tốt, đúng rồi Sở Phong tiểu hữu ta mang người tiến nhập ta ngục tông chính là tối kỵ, nếu là thật sự không cách nào phát động ngục anh hoán thần đàn, người muốn đi, ta cũng không ngăn cản theo ngươi. Chỉ là, ngục anh hoán thần đàn chỗ ở địa phương, người có thể ngàn vạn không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Địa ngục sử hỏi, ta chắc chắn giữ bí mật. Sở phong đáp ứng, theo sau, tại địa ngục sử dụng dẫn đường hạ sở phong cũng đi tới một cái ngục tông đại bản doanh. Đây là một cái kiến tạo ở sâu dưới lòng đất thế giới dưới lòng đất, vô cùng bí ẩn, nếu không phải vị này địa ngục sử dẫn đường, sở phong cũng không thể nào phát hiện cái chỗ này. Cái này thế giới dưới lòng đất hết thảy, cùng bên ngoài ngược lại là không có quá lớn khác biệt, nhưng nơi đây không có bất kỳ hoa cỏ cây cối, chỉ có trùng trùng điệp điệp cao to kiến trúc. Mà lại nơi đây kiến trúc phong cách, sắc điệu rất ám, cho người một loại nghiêm túc mà lại cảm giác bị đè nén. Nhưng không thể không nói, bởi vì số lượng quá nhiều, liếc nhìn lại, giống như là một cái kiến trúc rừng rậm, vẫn là rất đồ sộ đấy. Mà ở chỗ này gần như tùy ý có thể thấy được ngục tông đội ngũ, bất quá bọn hắn đều là phi thường vốn có tính kỷ luật, gần như tất cả đều bận rộn trong tay sự tình, nhìn không thấy có người nói chuyện phiếm. Sở dĩ người mặc dù nhiều, nhưng yên tĩnh vô cùng. Địa ngục sử mang theo sở phong xuyên qua trùng trùng điệp điệp kiến trúc một đường thâm nhập, rất nhanh liền tới đến một tòa, cao tới mấy vạn mét khổng lồ cung điện. Trước cửa có đại lượng ngục tông chi nhân gác, sở phong có thể cảm nhận được, chỉ là thủ vệ khí tức, cũng đã đạt tới chân thần cảnh, hơn nữa không phải bình thường chân thần. Theo lý mà nói, chỗ như thế, không phải là vị này địa ngục sử có thể tiến nhập đấy. Trung quy hắn cũng chỉ là chính là bán thần trung kỳ. Thế nhưng vị này địa ngục sử lấy ra một khối hắc sắc lệnh bài, trên lệnh bài kia trước mặt cái này viết một cái ngục chữ khi hắn lộ ra tấm lệnh bài kia, không chỉ cửa thủ vệ lập tức cho qua, thâm nhập phía sau cái khác thủ vệ cũng ảo ảo cho qua, chân thực là thông suốt. nói tới, ta có thể thăng làm ma chữ địa ngục sử đã có chút miễn cưỡng, mà cái này tấm lệnh bài càng là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đây đều là ta đem tống duẫn tiểu thư mang về sở thụ đến ban thưởng, giống như biết rõ sở phong trong lòng có làm cho không hiểu địa ngục sử một bên chi phối trong tay hắc sắc lệnh bài một bên trong bóng tối đối với sở phong giảng thuật nói. Tống Duẫn đối với ngục tông trọng yếu như vậy, cũng sẽ bị nhốt lại sao? Sở phong hỏi, sát hại người đồng tông chính là tối kỵ, theo lý mà nói Tống Duẫn tiểu thư nên là xử tử đấy. Địa ngục sử giải thích nói, cái kia Tống Duẫn hiện tại chẳng phải là có sinh mạng nguy hiểm. Sở phong hỏi, tình thế xác thực không lạc quan, địa ngục sử nói, mà tại hai người nói chuyện với nhau giữa, sở phong cùng địa ngục sử xuyên qua thủ vệ xâm nghiêm hành lang, Tại hành lang nơi cuối cùng có một đạo kết giới môn. Xuyên qua cái này đạo kết giới môn, hiện hiện tại trước mắt thực sự không phải là một tòa đại điện, mà là mặt khác một tòa minh mông không gian thế giới. Cái không gian này thế giới, trước hết nhất hiển hiện tầm mắt chính là một phiến rừng rậm, xa xa màu xanh lá sông núi điệp ra, còn có thác nước phun trào mà đi, cảnh sắc có chút tráng lệ, cùng ngục tông chỉnh thể phong cách cực không giống nhau. Lại đi về phía trước rồi nhất đoạn lộ trình, một tòa truyền tống trận hiển hiện mà ra. Cái này truyền tống trận chỉ có thể ra không thể nhập. Sở phong nói rằng, không hổ là sở phong tiểu hữu người đây cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Bởi vì trong này không chỉ có ngục anh hoán thần đàn, vẫn là một cái đặc thù chỗ tu luyện, sở dĩ cái này thường xuyên sẽ có ta ngục tông đại nhân vật đến tu luyện. Ta đoán là ngục tông đám tiền bối, để cho tiện rời đi, cho nên mới bày ra chỗ này chỉ có thể rời đi, không cách nào tiến nhập truyền tống trận. Địa ngục sử giải thích nói, ta chờ một chút, có thể thông qua trận này rời đi sao? sở phong hỏi đương nhiên có thể phàm là có thể đi vào nơi đây đấy cái kia đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút thân phận đấy mỗi người cũng có thể dùng trận này rời đi ta bình thường cũng thông qua trận này rời đi địa ngục sử cười giải thích nói theo sau hai người tiếp tục thâm nhập sở phong cũng rốt cuộc gặp được cái kia cái gọi là ngục anh hoán thần đàn đây đàn ở vào một tòa minh mông trong sân rộng cái kia quảng trường tràn đầy chỗ ngồi có thể chứa nạp mấy tỷ người sở phong suy đoán nơi đây cũng hẳn là không gian này thế giới trung tâm nói không chừng cái không gian này thế giới chính là quay chung quanh cái này ngục anh hoán thần đàn chế tạo đấy mà đây đàn rất cao tầng mây cũng chỉ có thể ở đây đàn phía dưới phiêu động từ nơi này trận chiến sở phong có thể đoán được đây đàn xác thực không đơn giản đây đàn vừa mở ra thời điểm nên là có không ít đại nhân vật tới đây quan sát đây đàn phía trên khắc đầy phức tạp phù chú đường vân trước mắt lóe lên quang mang nhàn nhạt, nhạt đúng là tỉnh lại trạng thái có phải hay không đứng lên trên là được? Sở phong hỏi, đúng, địa ngục sử gật đầu, đứng bao lâu? Sở phong hỏi, đứng lên trên sẽ có phản ứng. Địa ngục sử đang khi nói chuyện, liền trực tiếp đã rơi vào ngục anh hoán thần đàn đỉnh, mà lại cười nói, nếu là giống như ta vậy không có phản ứng, cái kia đã nói lên ngục anh dung hợp mức độ còn chưa đủ. Nói xong, hắn liền bay vút hạ xuống, sở phong tiểu hữu người đi thử một chút. Nhưng sở phong cũng không trực tiếp đứng lên trên, mà là hỏi nếu là có phản ứng sẽ như thế nào có hay không dẫn phát quá lớn động tính hắn cũng không muốn dẫn phát quá lớn động tính như vậy có thể sẽ không đi được biết có một ít phản ứng nhưng không có quá lớn động tính địa ngục sử nói rằng tốt sở phong đang khi nói chuyện liền thả người dựng lên đã rơi vào cái kia ngục anh hoán thần đàn đỉnh có thể sở phong chân vừa mới hạ ở phía trên hắn liền nội tâm run lên chính mình bị lừa rồi